Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu về một số cái phép toán ở trong cái lập trình C. Thì trong lập trình C thì nó cũng có một số cái phép toán cơ bản như ở trong toán, như là cộng trừ nhân chia. Đó là những cái phép toán cơ bản của nó. Ở đây thì mình xét một cái ví dụ đơn giản để các bạn dễ hình dung. Với cái kiểu đầu tiên mình sẽ khai báo cái biến tổng bên bên cổng này là kiểu nguyên đấy, kiểu integer. Cổng sẽ bằng 1 cộng 2, và trừ tương tự cho trừ sẽ bằng 1 trừ 2 và nhân 1 1 nhân 2 chia là bằng 1 chia 2 đấy. Tất cả đây đều là kiểu nguyên đấy. Sau đó in ra màn hình cái kết quả. Đây. Đây chính là cái kết quả ta đạt được. Chúng ta thấy 1 cộng 1 bằng 3 đúng không ạ? 1 trừ 2 bằng âm 1 và 1 nhân 2 bằng 2. Nhưng ở cái chia này, đấy, 1 chia 2 là sao lại bằng 0? Đấy. 1 chia 2 thì chúng ta có thể biết nó sẽ bằng 0.5 đúng không ạ? Đấy. Thế vậy tại sao nó lại bằng 0? Thì mình sẽ giải thích như sau ạ. Với đây ta khai báo cái kiểu của cái biến chia này là bằng là kiểu nguyên đấy, cho nên cái kết quả 1 chia 2 này bằng 0.5 thì nó sẽ mặc mặc định nó sẽ xóa những cái phần tử từ phía không này trở đi, tức là nó sẽ xóa từ cái dấu chấm dấu phẩy này, những cái số từ cái dấu chấm phẩy này nó sẽ xóa hết. Ở trường hợp này thì nó sẽ xóa giữa cái dấu chấm này và dấu năm, và nó chỉ lấy cái số 0 này, chỉ lấy cái số đứng trước cái dấu phẩy này đấy. Nên là kết quả sẽ là bằng 0 đấy. Thì để khắc phục cái lỗi này thì ta phải đổi cái kiểu dữ liệu cho cái biến chia này, ta đổi có thể đổi thành cái kiểu double đấy, cho nó chính xác. Kiểu double thì nó sẽ chính xác hơn cái kiểu plot đấy. Thì bài học bài giảng trước mình đã nói rồi đấy. Đấy. Sau đó ta có thể build lại cái chương trình. Đấy. Ở đây thì nó vẫn ra kết quả là không. Đấy. Lý do bởi vì cái biến chia này nó là cái kiểu double, nhưng ở cái bên phía phải của nó lại là một cái kiểu integer, tức là kiểu nguyên đấy. Để khắc phục thì mình phải chuyển cái kiểu ở bên phía phải kiểu integer này thành cái kiểu double hoặc là kiểu float đấy. Ở đây ta có thể thêm một cách đơn giản đấy, ta thêm 1.0 đấy. Khi chúng ta thêm 1.0, ta sẽ xem cái kết quả. Đấy, thì nó đã ra cái kết quả là 0.5. Đấy. Đây là một cái kết quả giống như kết quả chính xác vậy, là 0.5. Thì khi chúng ta thêm cái dấu 1.0 này, này đấy, thì nó sẽ tự động thêm cái tự động cái số 2 này, nó sẽ tự động thành 2.0 đấy. Như vậy thì mặc nhiên rằng cái với file đấy nó sẽ chuyển thành cái dạng double hoặc là cái dạng float đấy. Như vậy là cái hai hai cái dạng của biến và cái giá trị này là như nhau đấy. Hoặc các bạn có thể thử một cái thao tác khác là để ta thêm một cái kiểu dữ liệu đằng trước cái giá trị 1.1 chia 2 này, biểu thức 1 chia 2 này đấy, và sau đó chạy. Đấy, thì nó đã ra kết quả là 0.5 đấy. Để cho nó đẹp thì các bạn có thể chỉnh sửa lại cái phần trăm F ở đây. Ở đây mình chỉ lấy 2
hai số thôi, đằng sau dấu chấm thì mình giữ lại hai số và view lại. Đây, và đây là kết quả đạt được. Đấy, hoàn toàn chính xác ạ. Đấy, và trên đây là cái một số giới thiệu về cái phép các phép toán cơ bản ở trong C. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.